Với dòng sản phẩm máy đun viên thức ăn chăn nuôi 4MK phiên bản lắp đặt đầu nổ có thể làm cắm viên nổi cho thủy hải sản mới được ra mắt trên thị trường. Khi mua về có dễ dàng sử dụng hay không? Tất cả sẽ được giải đáp trong video ngày hôm nay. Xin mời quý vị hãy cùng đón xem. Chào đón quý vị khách hàng đã quay trở lại kênh video của công ty Bình Minh. Thưa quý vị khách hàng, với mỗi một dòng sản phẩm mới ra mắt trên thị trường hiện nay, công ty Bình Minh đều mong muốn sẽ đem đến cho quý vị những cái nhìn rõ ràng nhất về dòng sản phẩm. Giống như dòng sản phẩm máy đun viên thức ăn chăn nuôi 4MK phiên bản được lắp đặt đầu nổ 15HB. Với dòng sản phẩm này, chúng tôi sẽ cho ra những video giới thiệu về dòng sản phẩm cũng như là các video hướng dẫn sử dụng cũng như là cách bảo dưỡng máy. Và đó cũng chính là chủ đề trong video ngày hôm nay. Ở trong video ngày hôm nay, Ngọc Nga sẽ cùng với đội ngũ kỹ thuật viên của công ty Bình Minh sẽ hướng dẫn quý vị cách vận hành dòng sản phẩm máy đun viên thức ăn chăn nuôi 4MK phiên bản được lắp đặt đầu nổ 15HB. Xem sản phẩm này có dễ dàng sử dụng hay không? Ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng với Ngọc Nga theo dõi trong video ngày hôm nay. Lựa chọn vị trí đặt máy. Bước đầu tiên khi nhận máy tại nhà, quý vị hãy lựa chọn vị trí đặt máy. Đây là một bước cực kỳ quan trọng giúp cho máy có tuổi thọ lâu dài. Khi lựa chọn vị trí đặt máy, quý vị nên lựa chọn đặt máy ở những nơi bằng phẳng, khô ráo, tránh mưa, làm ẩm ướt, ảnh hưởng đến đầu nổ. Sau khi lựa chọn xong vị trí đặt máy, quý vị bắt đầu phối trộn nguyên liệu. Quý vị phối trộn các loại nguyên liệu dưới dạng bột theo tỷ lệ phần trăm công thức và lưu ý đảm bảo độ ẩm từ 20 đến 25%. Và nguyên liệu đã phối trộn xong, ngay sau đây chúng ta sẽ tiến hành các bước vận hành máy. Xin chào, hôm nay tôi xin giới thiệu cách sử dụng sản phẩm này. Bước đầu tiên là đây là cái bảng điều khiển của máy. Đây là tủ điện. Tủ điện thì là chúng ta sẽ kết nối với nguồn điện một pha 220. Sau khi kết nối thì là sẽ có đèn báo ở đây. Đấy, chúng ta sẽ nhìn đèn báo này, đúng không ạ? Có điện là sẽ có đèn báo sáng. Đèn báo này báo luôn cả dòng điện luôn nhé. Bước tiếp theo, đầu tiên khi sử dụng máy thì chúng ta sẽ ấn công tắc nhiệt. Đây, chúng ta sẽ bật công tắc nhiệt lên. Cài đặt nhiệt độ. Ở đây tôi đang cài là 150 độ. Chúng ta sẽ đợi khoảng tầm 10 đến 15 phút đủ nhiệt cài đặt thì chúng ta bắt đầu làm. Trong quá trình đợi nhiệt lên thì chúng ta sẽ chuẩn bị nguyên liệu. Nguyên liệu thì là chúng ta sẽ trộn đều, có độ ẩm, trộn đều theo tỷ lệ công thức nhất định. Xong chúng ta sẽ đổ lên buồng bón đây. Đây là buồng bón nguyên liệu. Bước tiếp theo để kiểm tra máy, chúng ta sẽ kiểm tra hệ thống dao cắt của máy. Chúng ta sẽ mở cái nắp này ra. Đây là mặt sàng và lưỡi dao. Chúng ta sẽ điều chỉnh cái lưỡi dao cho nó vừa gần tới mặt sàng để cho có thể cắt được viên cám tốt nhất, đẹp nhất. Đây, chúng ta có thể điều chỉnh xa gần. Điều chỉnh vừa chạm sàng thôi. Máy này sử dụng đầu nổ, chúng ta sẽ lưu ý là trong quá trình mà sử dụng thì là chúng ta sẽ điều chỉnh mức ga của đầu nổ sao cho nó phù hợp. Đấy, ga vừa phải để đảm bảo tốc độ vòng quay của máy, để đảm bảo cái máy nó không, cái đầu nổ nó không bị yếu quá, không bị nặng tải quá. Chúng ta sẽ đảm bảo cái mức ga này sao cho nó phù hợp. Ở sản phẩm này thì chúng ta sẽ có một cái motor bón nguyên liệu ở đây và một motor dao cắt ở đây. Hai motor sẽ được điều chỉnh bởi bảng điều khiển này. Ở đây thì chúng ta sẽ có biến tần điều chỉnh tốc độ của motor dao cắt và motor bón nguyên liệu. Khi vận hành máy, chúng ta sẽ điều chỉnh tốc độ của bón nguyên liệu và tốc độ dao cắt ở bảng điều khiển này. Chúng ta sẽ điều chỉnh tốc độ nhanh chậm ở hai cái núm này. Ở đây là bón nguyên liệu. Vậy chúng ta sẽ mặn lên thì là dao cắt và bón nguyên liệu sẽ chạy. Đấy, ở đây trên này nó sẽ có số nhá. Đấy, chúng ta sẽ nhìn những cái số ở đây. Số càng to, số càng lớn thì là máy sẽ chạy càng nhanh. Đấy, cái motor của bón nguyên liệu và motor của dao cắt nó sẽ quay nhanh theo. Được. Sau khi trộn đều nguyên liệu, chúng ta sẽ đổ nguyên liệu lên buồng bón. Hiện tại đã đủ nhiệt cài đặt, chúng ta bắt đầu vận hành máy. Bước đầu tiên chúng ta sẽ
đề nổ, đầu nổ, vận hành đầu nổ cho chạy trục xoắn trước. Chúng ta sẽ cho nước vào trục xoắn nhá, đổ cái nước vào trục xoắn. Tiếp theo chúng ta sẽ bật dao cắt, dao cắt và bón nguyên liệu. Lưu ý nguyên liệu mới đầu chúng ta sẽ cho xuống từ từ. Sau khi ra được cám rồi, chúng ta bắt đầu tăng nguyên liệu lên. Sau khi hết nguyên liệu, chúng ta sẽ tắt công tắc nhiệt trước. Nguyên liệu xuống hết rồi, chúng ta sẽ tắt nguyên liệu đi. Để chạy hết nguyên liệu ở trong máy thì chúng ta sẽ tắt đầu nổ. Tắt luôn dao cắt. Lưu ý là để cho chạy hết nguyên liệu ra thì chúng ta sẽ tắt đầu nổ nhé. Vâng, thưa quý vị, và vừa rồi thì kỹ thuật viên Khương của công ty Bình Minh đã hướng dẫn quý vị những bước vận hành máy. Tiếp theo đây, kỹ thuật Khương của công ty Bình Minh sẽ hướng dẫn quý vị các cách vệ sinh máy sau khi sử dụng. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi. Khi chạy máy xong thì chúng ta cần phải tháo mặt sàng ra để vệ sinh. Đầu tiên chúng ta sẽ mở hệ thống cái dao cắt này ra. Đây nó sẽ có hai cái khóa, chúng ta sẽ mở khóa ra. Đây là dao cắt của máy, dao cắt và mặt sàng của máy. Đây là mặt sàng. Đây nó sẽ có 4 cái ốc giữ mặt mic thì chúng ta sẽ dùng khóa mở ra. Mở 4 cái ốc này ra. Đây là bộ cơ lê, bộ khóa để mở các ốc. Cái này là được tặng kèm theo máy. Sau khi tháo hết ốc, chúng ta sẽ lấy mặt sàng ra. Chúng ta sẽ dùng cờ lê nhỏ hơn để tháo cái ốc trí nhỏ hơn ra nhé. Đây là bạc côn của máy. Đây là mặt sàng. Đây là mặt bích. Khi tháo ra, chúng ta sẽ cạy bỏ hết cái cám ở trong mặt sàng đi nhé. Vệ sinh sạch. Trục xoắn thì bình thường thì chúng ta sẽ không phải tháo ra để vệ sinh đâu. Bình thường thì là nếu mà chạy, khi mà chạy thì chúng ta cứ để cho nó thoát hết nguyên liệu ở trong ra là được. Đấy. Còn nếu như mà muốn tháo ra thì chúng ta sẽ luồn một cái cây ở đằng sau này và chúng ta sẽ đóng nó về phía trước, luồn một cây sắt nhá. Xong chúng ta sẽ đóng ngược trục xoắn về phía trước. Đấy, chúng ta sẽ tút trục xoắn ra. Để trục xoắn ra và chúng ta sẽ vệ sinh sạch hết cám ở trên trục xoắn như là được. Sau khi lấy trục xoắn ra thì chúng ta sẽ vệ sinh sạch các nguyên liệu, các cám nó bám ở rãnh xoắn. Vừa rồi là toàn bộ cách thức vận hành máy cũng như là cách vệ sinh dọn sản phẩm máy đường viên ăn chăn nuôi 40K phiên bản được lắp đặt đầu nổ 15HB đã được đội ngũ kỹ thuật viên của công ty Bình Minh hướng dẫn tới quý vị khách hàng. Ngoài ra, toàn bộ cách thức chi tiết sử dụng dòng sản phẩm này đã được công ty Bình Minh in thành sách hướng dẫn sử dụng đi kèm với máy khi quý vị đặt mua dòng sản phẩm. Và đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã đến hồi kết thúc. Nếu quý vị còn có thắc mắc về dòng sản phẩm này, quý vị có thể liên hệ với số điện thoại hotline đang được hiển thị ở phía trên màn hình để được tư vấn kỹ lưỡng nhất. Và ngoài trong sản phẩm này ra, quý vị muốn Ngọc Nga làm video hướng dẫn về dòng sản phẩm mới nào, hãy nhanh chóng để lại bình luận của mình ở phía dưới video clip này nhé. Ngọc Nga sẽ nhanh chóng quay trở lại với quý vị trong thời gian sớm nhất có thể. Cảm ơn tất cả quý vị khách hàng đã dành thời gian quý báu của mình để theo dõi hết video ngày hôm nay. Xin kính chúc tất cả quý vị khách hàng kinh doanh thành công. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.